vâng xin kính chào tất cả quý bà con chúng ta quay trở lại video thì những cái lưu ý mà trong cái việc mà chăm sóc cái cây mít chúng ta mà đang mang trái thì bà con chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề mình chia sẻ trong cái video này nếu như mà có thiếu sót ý gì nữa thì bà con chúng ta có thể góp ý với bà con à, vâng sau khi mà làm bông mà nghịch vụ và đồng lọt dùng cái từ mà nghịch vụ và đồng loạt luôn thì bây giờ mình cũng giải thích luôn cho bà con chúng ta hiểu thêm một số vấn đề thì có số bà con chúng ta đã coi rất là nhiều video về mình nói về cái vấn đề nghịch vụ cũng có một số bà con chúng ta mới coi nên là bà con chúng ta cũng chưa nắm thì mình cũng xin chia sẻ thêm ở trong cái video này à, dù là đã từng chia sẻ rất là nhiều lần ở trong các video khác để bà con chúng ta cũng thông cảm nha vâng cái nội dung mà nó không mới à, tuy nhiên rằng là nó cũng không có cũ đối với người mới ha rồi bà con chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này bà con chúng ta thấy này à, bông mít chúng ta ra rất là nhiều phải nói rằng ra từ ở dưới góc mà lên trên cây là rất là nhiều bây giờ là chủ vườn cũng đã tiễn một hai đợt rồi bây giờ chúng ta thấy còn lại là những cái trái mít nó ưu tú bây giờ mình chọn một cái cổ bông mà cổ trái mà bà con chúng ta có thấy là những cái cổ trái mà cái đây là cái cái cuốn cũ này thì những cái trái mà nó nằm ở những cái vị trí mà cành ngang như thế này này bà con thì bà con chúng ta thấy trái nó rất là to cái này mình cũng khuyến khích bà con chúng ta là nên tạo cành để tán ở trong nhiều giai đoạn ví dụ như là 8 tháng mà con làm một lần, 12 tháng mà con làm một lần, rồi 10, 16 tháng mà con làm một lần. đó là chúng ta tỉa cành tạo tán để cho nó thông thoáng và tạo những cái cành nó đi ngang như thế này để cho cái trái mít chúng ta nó mọc ở những cái vị trí à, rất là đẹp. Cho bà con chúng ta thấy là nó thông xuống thì nó không có đụng cái nào hết. Bây giờ ba trái đây mà muốn bỏ bước để mà chọn lựa cũng khá là khó khăn nha. Nhưng mà giờ là chúng ta phải phải bao lại nha bà con. Đối với một số vườn này chúng ta sẽ thấy sau khi nó thụ phấn xong rồi thì bà con chúng ta chịu khó bao lại và trái này cái này là còn đang đang thụ phấn nên chưa bao được chúng ta có thể tiện bỏ tùy theo cái tính chúng ta tính cái thời gian thì thường cái kinh nghiệm của bà con chúng ta thấy này một cái cuốn trái ra nó một cái cuốn bít nó ra sẽ ba trái đến bốn trái rồi chúng ta sẽ tính cái thời gian mà trái chúng ta từ cái lúc mà nó ra ra bông đến lúc mà chúng ta bán à, thì nó khoảng là à, 5 tháng thì bây giờ bà con chúng ta thấy này như cái cổ trái này chúng ta thấy là nó còn nó nằm sẽ khỏi cỡ lạ tầm là khoảng 4 tháng rưỡi nữa à, thậm chí có những cái trái thì còn 4 tháng nữa thì chúng ta sẽ ước lượng ha bà con chúng ta sẽ tính từ lúc ra bông mà đến lúc chúng ta bán là nó 5 tháng đến 5 tháng rưỡi à, tùy theo cái điều kiện thời tiết. Nếu mà ẩm độ hay mát quá thì hay mưa nhiều thì trái chúng ta nó sẽ lâu dài hơn. Còn ví dụ như có nắng ráo à, thì trái chúng ta nó sẽ à, đúng cái thời điểm là cứ 5 tháng thôi. Nó sẽ chậm hơn của mít mít Thái là một tháng nha không. Rồi thì à, bây giờ chúng ta sẽ lưu ý thêm là chúng ta bán ở thời điểm nào giá nó cao nha à, mình vừa đi rồi mình vừa nói đây bà con Để quay một cây nó coi nó chán quá ha rồi à, thì bán cái thời điểm nào giá nó cao thì những cái thời điểm mà thường thường á giá nó cao sẽ bà con chúng ta thấy này, như là tháng 7 tháng 8 và tháng 9 nha là thời điểm giá cao tháng 11 tháng 10 là giá thấp tháng 12 tháng 1 và tháng 2 là giá cao. À, tuy nhiên rằng là tháng 10 và tháng 11 á thì chúng ta cũng tùy theo cái cái lượng nông sản chúng ta còn nhiều hay ít nha. lại à, nếu như mà lượng nông sản chúng ta hiếm á thì có thể là giá nó cao. Tại sao thường mỗi năm thì cái giá mà tháng 10 và tháng 11 nó thấp là do là thời tiết ở bên Trung Quốc á à, nó nó khá là lạnh nên là bên bên đó thì người thương lái họ ít có đi ra đường, họ ít có đi chợ Và người tiêu dùng họ cũng ít sử dụng các cái thực phẩm như thế này à, Lúc đó thì họ sửa ấm thôi, lúc đó thì ai bán lò sưởi thì chắc là đắt khách rồi thì mình đó là mình nói về cái thời tiết và mọi năm và cái nhu cầu của khách hàng rồi còn về cái thời điểm mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 là trúng vào cái thời điểm thuận vụ của trái cây điều đó thì chắc anh em bà con chúng ta cũng biết rồi Thế nên là thuận vụ trái cây trên một cái bàn tiệc thì nó có nhiều loại trái cây nên là khách hàng bà con chúng ta người tiêu dùng họ cũng có một cái nhu cầu riêng đứa thích ăn sầu riêng đứa thích ăn măng cục nên là lúc đó giá nó sẽ thấp đó là tháng ba tháng tư năm rồi bây giờ chúng ta sẽ tính chúng ta sẽ bắt đầu tính là chúng ta tính vậy chúng ta muốn bán vào vào tháng 12 à, tháng à, tháng 1 và tháng 2 thì bông chúng ta phải ra vào thời điểm nào nha bà con nha à, thường thường á, thì bông chúng ta nó sẽ ra vào thời điểm là à, tháng 8 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 là tuyệt vời đó là nó sẽ lọt vào tháng 12 À, thì khi mà trên một cái củ bông nó ra Thì nó sẽ ra nhiều nhiều trái Chứ không phải là một cái củ bông mà nó ra là có một trái thôi Nên là mà cái sự lựa chọn của bà con chúng ta nó cũng dễ dàng hơn Để bà con chúng ta mà bông chúng ta ra vào tháng 8 Thì có nhiều bà con chúng ta bắt đầu là à, có tháng 7 là bà con chúng ta đã làm bông rồi Đấy, tháng 7 là bà con chúng ta làm bông rồi thậm chí là chúc bông của chúng ta ra vào tháng 9 thì nó sẽ lọt vào bán vào tháng à, tháng 1 à, tháng 2 Để nên là cái việc làm bông bà con chúng ta thì cũng tính toán kỹ khi mà cây mít chúng ta đặc biệt là đối với cây mít mà cây mít mà tơ á sẽ cái tỷ lệ ra bông nó chậm hơn nó cũng đồng loạt mà nó chậm hơn nha bà con nhưng còn ví dụ như cây mít mà hơn 2 năm như thế này cây này chắc mình thấy có hai năm rưỡi á thì nó ra thì khỏi phải bằng nó ra bà con chúng ta chỉ cần mà đứng mà ngắm thôi rồi chúng ta phải biết lựa cái nào chúng ta bỏ cái nào thôi nó quá nhiều đi nha bà con cái cây này anh tiễn rồi á, mà nó còn nữa đây rồi chúng ta cũng lưu ý thêm ở cái giai đoạn này thì bà con chúng ta phải đi cái cái, cái phân trong cái giai đoạn này là chúng ta sẽ đi phân gì thì bà con chúng ta sẽ liên lạc với Willow Farm á. có những cái thông tin cụ thể trên màn hình á. liên lạc với Willow Farm này bà con chúng ta sẽ tưới cái à, số phân là nuôi trái mít. Chúng ta sẽ tưới cái số phân nuôi trái mít Trở ở trên trái á, thì bà con chúng ta phun cái gì? À, cái siêu giáp lút cộng với cái canxi bò sinh học cộng với cái amino sinh học nha rồi chúng ta phun trực tiếp vào trong trái à, để cho nó hỗ trợ nuôi nuôi trái mà chúng ta có thể phun dưới găng lá luôn để mà giúp cho nó hỗ trợ nó nuôi cái cái cây luôn và thêm nữa thì ở dưới đất thì chúng ta tưới cái xô nuôi trái mít nha bà con và lưu ý thêm một cái phần nữa cái này là một trong những cái bí quyết mà nhiều nhà vườn bà con chúng ta muốn thành công là cái này là cũng nên áp dụng nha bà con nha à, cái lá bên ngoài cái lá bên ngoài, bà con chúng ta cũng lưu ý thêm là cái lá bên ngoài nếu như trường hợp mà, mà cái lá bên ngoài mà nó non quá, thì bà con chúng ta phun dùng em một cái cử già lá nha à, cộng với à, cộng với thiên hương nano xanh là chặn đọt để làm gì để nó tập trung cái dinh dưỡng già lá mà đưa vào nó nuôi trái nha và bà con chúng ta cũng lưu ý là những cái đối tượng mà những con con gì đây cái con này bà con thấy này là nó tập trung khá là nhiều trên vườn của mình thì bà con chúng ta cũng lưu ý là quản lý nó các đối tượng côn trùng à, sau bệnh hại còn giờ thì chúng ta có thể nhìn ngắm chơi à, một cây mít à, đang mang bông mang trái như thế này nha bà con à, bây giờ bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật cần về hỗ trợ kỹ thuật thì có thể kết nối với công ty willow farm để các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho bà con về nhấn mạnh cho bà con chúng ta về cái quản lý sơ đen ở giai đoạn này nha bà con nha à, chúng ta nhớ nha giai đoạn này là giai đoạn rất là rất là cần đây nhú cửa gà đây bà con nó vừa nhú cửa gà nha cái cửa gà là cái cửa đây này cái cửa đây. À, ông nào để đá gà đã biết cái cửa gà đó rồi nó nhú cái cửa gà như thế này bà con chúng ta bắt đầu là phun rồi siêu giáp flut ha à, cộng với canxi bo sinh học cộng với kim đan phú hoặc là amino sinh học cộng với thuốc sâu rầy luôn rồi cộng với rồng đỏ đó rồng đỏ rồng đỏ là tiêu diệt sâu bọ nhựa rệp sáp mà còn phun để quản lý luôn các cái đối tượng đó phun trực tiếp vào trong bông này là để quản lý bông còn nếu chúng ta phun ở bên ngoài lá thì sẽ giữ cái bộ lá giữ cái cây của mình nha mà còn chúng ta thấy này bọ xích mũi vừa rồi nó chích rất là nhiều là chích những cái vết thâm 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 như này thì nó sẽ làm cho cái trái của chúng ta nó rất là dễ bị à bị tàn ong bị sơ đen nha bà con sơ đen là do vi khuẩn nó xâm nhập vào và vi khuẩn thì nó phát triển trong cái điều kiện là mùa mưa nếu như ẩm độ thì nó sẽ mạnh thì nó sẽ phát triển và nó xâm nhập vào chính những cái kẻ của cái, cái gai mít này còn nếu như mà có thêm cái đối tượng gây hại như là kiến rồi bọ cánh cứng rồi sâu rồi rệp rồi bọ xích thì nó cũng là gián tiếp mang những cái con vi khuẩn và nó chích nên tại nó chích vào đây nên nó mới cửa cho vi khuẩn xâm nhập vào thì bà con chúng ta cũng lưu ý ở những cái điểm đó và trong suốt cái hành trình mà cái cái trái mít của chúng ta mà nó đang mang trái như thế này thì bà con chúng ta sẽ tưới dùng em cái xô nuôi trái mít là 7 ngày chúng ta tưới một lần ha à, 7 ngày chúng ta tưới một lần ở trong cái một tháng đầu rồi sau đó thì chúng ta có thể giãn ra là 10 ngày ha, hoặc là 15 ngày tùy theo cái số lượng trái mà bà con chúng ta tưới nha thì mỗi cây chúng ta sẽ tưới cái xô đó à, Còn khoảng là à, mỗi cây chúng ta tưới khoảng 20 lít nước để chúng ta tưới đều và chúng ta có thể pha qua hệ thống bét để chúng ta tưới để cho cây chúng ta nó hấp thụ dinh dưỡng năng cái chúng ta mang càng nhiều trái là chúng ta phải tưới thường xuyên và chúng ta thường xuyên kiểm tra định kỳ cái vườn của mình nha bà con còn bây giờ thì cũng khá là dài cái video rồi bye bye bà con